Chào cả nhà này. Hôm nay vườn tôi có cảnh em chút cây hồng đèn lồng, cái bẹ đấy các bạn, bẹ vành như cái gốc 80 các bạn nhé. Đấy, tỏ này bẹ đây, cái lá đèn lồng này các bạn nhé. Đấy, lá đèn lồng này, đấy, còi hoa nó cứ chùm chùm này, đấy. Hoa nó cứ chùm chùm các bạn, đấy. Hoa nó cứ chùm này, lá dày bóng. Đấy. Này bẹ gốc to lắm, cây đẹp. Cây rất lắm tiền gửi chứ, là tầm gửi này. Hoa nhiều quá. Tán đẹp lắm, hoa nở rất to, bạn nhìn tán này. Đấy, vành gốc 80 các bạn nhé, to nắm ở sau nhà này, bao nhiêu người giới thiệu đến nơi rồi các bạn nhé. Cây này công khai thác đây, đánh vẫn đánh bầu mới to, sẽ làm tấn cầu của mấy nhà. Cây đẹp quá. Đấy, vành gốc 80. Hoa dài đi. Quá là nhiều hoa. Đấy các bạn. Này chiều cắt tán này đẹp. Cái này. À, ok.